Rồi cái này là chúng ta sẽ chuyển cái họ tên này nè thành các cái chuỗi nhỏ là Nguyễn nè, Thị nè, Minh nè, Thùy nè, chuyển ra các chuỗi nhỏ. Thì chúng ta sẽ chuyển ra string mở đóng ngoặc arr bằng họ tên chấm slip, cắt nó ra với khoảng cách. Rồi đọc hiểu không? Hiểu không? Đọc cái dòng lệnh số 17 này hiểu không? Đọc từng cái nha. Khai báo một cái mảng kiểu chuỗi. Đây nè, khai báo một mảng kiểu chuỗi. Nó từ dòng lệnh mà mình đọc ra như là tấu sớ vậy đó. Nè, khai báo một mảng kiểu chuỗi có tên là ARR. Được lấy giá trị từ họ tên cắt ra, cắt ra từ khoảng trống hoặc là bằng khoảng trống. Như vậy họ tên ở trên này là Nguyễn Thị Minh Thùy, được cắt ra là Nguyễn riêng, Thị riêng, Minh riêng, Thùy riêng và gán vào cho cái mảng này. Đó, nó chỉ có một dòng lệnh thôi mà mình sướng nó ra cả sớ táo quân vậy đó. Hiểu được không? Rồi. Và bây giờ nếu như bạn muốn xuất cái ARR này ra, cái array này ra thì mình có mấy cách xuất. Mình có thể làm gì? Nó là dạng mảng mà. Thì mình void cũng được. String s 2.arr và xuất ra arr và xuất cái s này ra. Như vậy thì chúng ta chạy nó sẽ xuất được Nguyễn, Thị, Minh, Thùy. Bây giờ mình muốn lấy cái họ thôi. Mình muốn lấy cái họ thôi. Thì sao? ARR mấy? RR không. Muốn xuất cái tên thôi. Tên. Làm sao biết ba? ARR mấy? Ba rồi chỗ này Nguyên Thúy Hồng là mấy? Ủa rồi Lê nó nhảy liên tục sao biết? Vậy là bao nhiêu? Lấy len arr chấm len gì nữa? Trừ một nhé. Bởi vì ví dụ như là chỗ này mình có đây là 4 4 nhưng mà vị trí độ len của nó là 4 nhưng mà vị trí của chữ thủy này là mấy? Đây là 0 à, 1 2 3 cho nên là phải là len trừ 1. Rồi mình lấy ra được Nguyễn Thủy rất là nhanh. Bây giờ khi các bạn xài Word á, các bạn thấy có một trường hợp là giả sử như chỗ này người ta viết là Thị Minh nhưng mà viết vậy nó không đẹp. Người ta muốn rằng là các ký tự đầu của mỗi từ là viết hoa. Ký tự đầu của mỗi từ là viết hoa. Được không? Ký tự đầu của mỗi từ là viết hoa. Vậy thì mình cần phải viết hoa chữ N, chữ T, chữ M và chữ T. Còn lại cái phần phía sau này là viết viết thường. Vậy thì làm sao mà mình làm được việc đó? Cái bài này nó sẽ kết hợp tất cả
các chiêu thức bên trong của phần xử lý chuỗi. Cái bài mà thầy đang nói đó là chuyển cái chuỗi cái họ cái một cái câu bất kỳ, chuyển một cái câu bất kỳ, người ta ghi hoa ghi thường gì kệ người ta, sau khi qua tay mình nắn một phát là các ký tự động viết hoa, còn lại viết thường. Như vậy để làm được việc này thì chúng ta sẽ dùng hết tất cả các chiêu thức. Dùng gì? Bài này là thuộc dạng bài khó nha. Rồi phải nhìn từ từ. Bây giờ trước tiên là chúng ta lấy được cái này ra đã. Và chúng ta đã xuất được từng tên được rồi đúng không? Nãy mình xuất được tên rồi. For string s 2 chấm arr. Rồi hồi nãy là mình xuất ra, xuất s ra. Bây giờ nhiệm vụ của mình không phải là xuất nữa, mà nhiệm vụ của mình là làm gì? Cái chữ nguyên này nè, nhiệm vụ của mình là cái chữ nguyên này. Nhiệm vụ của mình cái chữ nguyên này. Bạn làm sao mà bạn tách được cái chữ N ra, lấy được chữ N ra, và lấy được cái chữ N, A, G, U, I, E, N ra, tức là lấy được phần sau này ra. À, mình lấy substring chính xác. Như vậy thì chỗ này mình sẽ có hai phần. Phần thứ nhất, mình sẽ có ký tự đầu. À, ký tự đầu bằng gì? Bằng gì? S chấm. Ok, substring cũng được, hoặc là bằng cha set cũng được ha. Substring. Như vậy substring ở đây mình sẽ là 0, một ký tự đầu. Một. Rồi mình lấy được ký tự đầu. Cái thứ hai, substring của các ký tự sau. Ký tự đầu và ký tự sau. S chấm. Chấm gì? Substring từ mấy? Từ 1 trở đi. Mình thử coi nó ra cái gì. Nếu như không đúng, mình bắt đầu mình điều chỉnh lại. Như vậy chỗ này mình sẽ xuất ký tự đầu cộng với một cái khoảng cách, và mình cộng với ký tự sau, hoặc là các bạn debug để các bạn xem nó. Như vậy trước tiên mình có Nguyễn là N, Thị, Minh, Thủy, Thùy, được chưa? Vậy là đúng ý chưa? Đúng rồi đúng không? Phải không? Rồi ok. Như vậy thì chỗ này mình đã đúng rồi. Vậy khi mà mình tách ra được chữ N, G này nè, thì mình sẽ muốn làm gì tiếp theo đây? Viết hoa chữ N lên. Như vậy chỗ này các bạn viết hoa nó lên luôn. Bạn Tú uppercase. Rồi phần phía sau này mình sẽ chuyển nó thành viết gì? Tú lowercase. Và cho dù trên này bạn viết trời, viết trăng gì đi nữa ha, bạn viết kiểu gì không cần biết. Rồi sau khi qua tay mình, ok, rình kể coi. Rồi Nguyễn, Thị, Minh, Thùy, xong chưa? Nhiệm vụ bây giờ là làm gì? Ghép lại, tách nó ra, xử nó xong, ghép nó lại. Như vậy chỗ này
chúng ta sẽ tạo thêm một cái string họ tên new đi, bằng khoảng trắng để đó. Họ tên new là họ tên mới đi ha. Sau khi mà mình nhào nắn xong cái chỗ này thì mình sẽ làm gì? Họ tên mới, họ tên mới sẽ bằng cộng bằng đi cho nó quen, cộng bằng ký tự đầu cộng với ký tự sau, ghép lại rồi cộng với gì nữa, cộng với một khoảng trắng, hoặc là mình dùng mãn cũng được, tùy nha, tùy theo cách dùng. Ở đây là thầy dùng trực tiếp thì tí nữa khỏi có join lại, còn không thì mình sẽ dùng là đó, cộng vậy thì nó cũng ra. Rồi cuối cùng mình sẽ xuất cái họ tên new ra. Rồi ok, họ tên new Nguyễn Thị Minh Thùy, nhưng mà họ tên new này nó dư cái khoảng trắng nè mấy em, tại vì cứ mỗi lần mình cộng cái khoảng trắng nè cho nên nó dư. Thì nếu cần thì chỗ này mình sẽ làm gì, chấm gì, chấm trim thì hết dư, tức là nó có khoảng trắng cuối cùng, có khoảng trắng cuối cùng hết rồi, không còn dư nữa. Đó là một cách ha, một cách để chúng ta nối chuỗi lại. Hoặc là nếu như mà các bạn không dùng for each mà các bạn dùng for thường, thì sau khi mình xử lý xong mình gán cái đó ngược lại cho cái phần tử của mảng luôn, tức là mình tận dụng lại cái mảng này, mình tận dụng lại. Như vậy thầy sẽ viết cách hai nhé, thầy có cây quay video các bạn có thể xem sau. Bây giờ thầy sẽ viết cách hai. Cách hai của thầy chỗ này, thầy sẽ for thường int y bằng công chấm phẩy y nhỏ hơn gì nào, nhỏ hơn gì, à đúng rồi, a r r chấm chấm len. Rồi chỗ này thiếu gì đây, y cộng cộng. Chúng ta sẽ làm tương tự là lấy ra ký tự đầu uppercase nó lên, lấy phần phía sau lowercase và cộng nó lại. Rồi làm gì nữa, thì ở đây thầy sẽ lấy ARR thứ thứ y sẽ bằng bảng gì, bằng chỗ này. Tại sao mà thầy không làm mà thầy dán để cho các bạn thấy là thực chất là cái trên và cái dưới là giống nhau. ARR thứ y, như vậy ở chỗ này có phải là mình đã lấy được ký tự đầu tiên của phần tử mảng thứ y và mình cho nó viết hoa lên không? Kịp không? Thì thay vì mình khai báo biến mới, thầy đang nói làm cách 2 mà. Cách 1 thì mình cứ khai báo biến để mình tách ra từng phần cho nó dễ nhìn. Cách 2 thì mình không có tách ra mà mình làm luôn, làm ghép luôn. Được không? Rồi chỗ này cộng tiếp cho ARR thứ y chấm lấy cái phần phía sau viết thường. Như vậy sau khi mình làm như vậy xong thì có phải là các phần tử của mình nó đã
viết hoa và viết thường theo ý của mình lên. Như vậy chỗ này các bạn debate các bạn sẽ thấy rất là rõ. Đây, ARR của mình là cái mảng nè, chữ Nguyễn nè, thấy chữ Nguyễn không? Rồi, chữ Nguyễn của mình ha. Đó, chữ Nguyễn. Bây giờ sau khi mình chạy cái lệnh này, sau khi mình chạy cái lệnh này xong, chạy qua một cái nha. Rồi, mình xem lại, đổi thành Nguyễn. Bởi vì nó tách ra cái từ đầu là N, nó viết hoa lên, và cái phần sau nó viết thường, thì nó quay trở lại giống y chang như hồi nãy thôi. Nhưng mà tại vì là thầy làm ghép lại hai lệnh cùng lúc. Ở đây là ký tự đầu, ở đây là những ký tự còn lại. Được không? Kịp không? Giống y chang như ở dưới thôi, có gì khác đâu. Đây là ký tự đầu. Thì s.substring 01, hồi nãy là mình for each, cho nên là mỗi phần tử của mảng là nó được gán qua qua s. Còn bây giờ mình for thường thì mỗi phần tử của mảng là gì? Là array y. Nếu như y bằng 0 thì là a0, a y bằng 1 là a1. Kịp không? Giờ thấy đầu óc ong ong rồi đó. Rồi, như vậy thì cái đoạn này của chúng ta nó sẽ ngắn hơn. Và sau đó thì chúng ta chỉ cần lấy họ tên bằng string chấm John, họ tên chấm ARR, và khoảng trắng. Rồi, ok. Sau đó việc của chúng ta chỉ là xuất cái họ tên này ra để xem. Hết. Không cần đến họ tên new luôn. Chúng ta không cần đến họ tên new. Không cần đến họ tên new nữa. Cái này không cần nữa. Đấy, như vậy code của chúng ta thử xem nào. Ok, Nguyễn Thị Minh Thùy. Xem lại nha. John, string John, tức là bản thân cái class string. Bản thân cái class string nó cho phép nối. John là nối. Nối cái gì? Nối ở phía sau này là một mảng hoặc một list, một danh sách các phần tử rời nhau, nối với nhau bằng khoảng trắng. Còn nếu như chỗ này mà em nối với nhau bằng dấu cộng đi, thì cái họ tên của mình lúc này nó sẽ in ra Nguyễn cộng Thị cộng Minh cộng Lý. Và chỗ này ở trong các đường dẫn của web người ta cũng hay xài cái này. Nếu như mà bạn gõ vô khoảng trắng thì nó biến cái khoảng trắng đó thành dấu cộng để cho cái chuỗi của bạn nó không có tồn tại khoảng trắng nữa. Thì đó là một cách. Ok. Hoặc là replace tùy. Nói chung là cái string nó cho phép mình một cái phương thức là join để nối tất cả các phần tử của mảng lại với nhau bằng dấu, bằng một cái khoảng trắng. Và cái kết quả của cái zone này là nó trả về kiểu kiểu string
Cho nên là chúng ta gán ngược lại cái họ tên của chúng ta. Như vậy là xong. Và cái code của mình rất ngắn. Ngắn không? Nó có một chút xíu này nè. Mà chuyển từ họ tên bất kỳ sang một cái dạng mà chúng ta được không?